Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào tất cả anh em nhé. Thì hiện tại là thời tiết rất là nóng bức mọi người ơi. Thì chú Đô Vlog và Đại Toác đã ra chỗ này ngồi hóng mát này. Và tiện thể là chú Đô Vlog và Đại Toác sẽ mời mọi người ăn dưa hấu nhá. À, mà anh em nghe nói anh ăn dưa khỏe lắm à? Ăn dưa hấu thì cũng bình thường thôi. Anh thì bình thường. Có thi không? Chú thích thi ăn dưa hấu gì? Ừ. Ok luôn. Chú thích thi thế nào? Bây giờ thì nói chung là cứ bổ dưa hấu ra chạy đều, không là hai anh em ăn thi là ăn nhanh, và đến những cuối cùng kia là sẽ có một cái thau nước đá rất là to, ông nào mà ăn đến chậm hơn là sẽ bị cái thau rồi ăn đầu đấy thôi. Cái thau rồi ăn đầu đấy thôi. Rồi mọi người ơi, Tại Toác đang thử thách Chu Đô Vlog là ăn dưa hấu thi này. Dưa hấu đây anh em ạ. Mọi người Hải Dương. Mọi người nhớ cổ vũ cho Chu Đô Vlog và Tại Toác nhá. Xem ai là người chiến thắng trong cuộc thi này. Anh thua chắc rồi. Và ok, bắt đầu. Bắt đầu. Khoan đã. Bây giờ anh phải làm cái tâm. Cộng bên đi. Rồi, cho chú bốc trước nhá. Ra đây. Chú cứ rú đi. À, tâm hả? Tâm dài bên này, tâm ngắn bên đấy. Ok. Em dài bên này. Ra bên này. Bắt bên kia. Mọi người nhá, bắt đầu nhá. Anh em ơi. Chú ngồi đây, ngồi. Ngồi theo kiểu này. Bắt đầu, 1, 2, 3. Sạch nhá, không chơi gian. Mình hai miếng nó hai miếng. To thế. Dạ, cái này.
Thôi các mọi người. Thật sớm thế. Anh ăn khỏe lắm mà sao bụng sớm đấy. Có cái miếng kia là tính thế nào đấy? Ai ăn nhanh ăn được tới nó thì ăn thì là thắng. Kinh nghiệm thôi. Anh gọi là kỷ niệm đối phương. Nhau thì chả biết có đèo không? Tông thăm rồi mà. Tông thăm rồi đúng không? Ăn từ từ thôi. Đây thằng nào chú cũng thua, chú nhận thua sớm đi. Rồi mày nhập cho mày mấy đứa. Chú quả ăn nhập cho mày hai nước. Hai nước. Thế cũng nhiều rồi.
hơi nó vào quá. Ai xài. Còn 2 miếng nữa, khả năng tọa tác thua rồi mọi người. À, tắt tắng rồi mọi người ơi, dê. Thôi để lạnh lắm, để cho bạn nói bạn này á. À, mọi người lạnh lắm. Rồi chú sẵn, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bây giờ sẽ cho tại tác tắm nước đá mọi người nhá. Theo giao ước từ lúc đầu là ai mà thua, giao ước là ai thua sẽ được nước đá vào đầu cho nó mát. Vừa được ăn dưa hấu và vừa được tỏi mát. Thôi chú thua rồi chú ăn làm gì nữa. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây rồi. Và bây giờ sao? Làm đúng dao kéo. Thế cho chú chọn chỗ ấy. Đây chú quay đầu đây dành dội cho nó mát. Bây giờ chỗ đây. Ngồi xuống. Quay đầu đó kia. Thôi dội cả người luôn. Thôi dội cả người. Cảm ơn mọi người nhá. Làm đúng dao kéo mua rồi phải chịu. Một. Nhắm mắt nha. Vâng rồi. Yeah. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Thì clip hôm nay của chú Đô vui thế thôi. Xin được tạm dừng tại đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của chú Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong clip tiếp theo nhá.